Chào các bạn, hôm trước chị có gửi cho các bạn một cái file về tài liệu khái quát dự án và hôm nay mình sẽ chữa cái phần dịch này nhé. Thực ra thì cái file này không liên quan quá nhiều tới các cái phần kỹ thuật trong IT nhưng mà mình sẽ bắt gặp một cái bài viết nói về cái nội dung khái quát về một cái dự án về IT và chúng ta sẽ học các cái từ vựng thông qua cái bài viết này. Và cái việc mà áp dụng tiếng Nhật sẵn có của mình ở trong N2 nó sẽ có ích cho các bạn trong cái việc mà các bạn dịch gọi là sát sao nhất và gần nhất cái văn bản tiếng Nhật. Thì bây giờ mình sẽ đến cái phần dịch của chị nhé. Cái ở bên này là một cái bài dịch của một bạn đã gửi cho chị và chị sẽ chữa theo cái bài này. Cái câu đầu tiên của mình là gì? 複製詞 30言語対応の AI chatbot 実証実験. Cái 実証実験 ở đây là thí nghiệm thực tiễn hay là thí nghiệm thực tế. Thì cái này mình chỉ dịch đơn giản đó là cái thử nghiệm thôi. Có nghĩa là mình tiến hành thực tế, thử nghiệm thực tiễn. Cái chatbot là một cái từ của IT. Thì ở đây nó chính là một cái con, mình sẽ hiểu nôm na nó là một cái con robot tự động để trả lời tất cả những cái tin nhắn. Nếu như giả dụ các bạn dùng Facebook hoặc là dùng Twitter hoặc là dùng một cái website nào đấy thì nó sẽ là một cái con chatbot để trả lời tự động khách hàng. Ví dụ như là khách hàng sẽ hỏi là giá cái khóa học đấy là bao nhiêu, rồi giá cái sản phẩm đấy là bao nhiêu chẳng hạn. Thì cái con chatbot đấy nó sẽ tự động trả lời cho khách hàng là cái con sản phẩm đấy là giá bao nhiêu tiền đấy, rồi địa chỉ của công ty ở đâu chẳng hạn. Thì con chatbot đấy nó sẽ trả lời cho cái thông tin nội dung mà người dùng người ta nhập vào trong cái phần chat đấy. Thì chat ở đây dịch ra tiếng Việt nó chính là cái phần tin nhắn ấy, nó chính là gửi tin nhắn, còn bot là con robot. Chatbot là mình sẽ hiểu hình dung nôm na nó là như vậy. Nếu như mà bạn nào đã từng dùng Facebook thì chắc là cũng sẽ biết rất là rõ cái con chatbot này rồi đúng không? Là giả dụ khi mà bạn nhắn tin vào một cái fanpage nào đấy thì là thỉnh thoảng là sẽ có những cái trang web người ta dùng là trả lời là bạn đang cần gì vậy này, bạn đang muốn sản phẩm nào này, bạn đang cần sản phẩm nào của chúng tôi này, đấy giả dụ như thế. Và khi mà mình trả lời lại thì là cái con chatbot đấy nó sẽ hỗ trợ trả lời các cái câu hỏi của phía người dùng. Thì ở đây nó chính là chatbot. Còn AI thì chắc là các bạn cũng biết rồi đúng không? AI nó là một cái công nghệ mới nhất ngày nay, là sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo. Chatbot tổ ở đây là cái con chatbot và sử dụng cái công nghệ, ứng dụng cái công nghệ AI. Taiyo ở đây là ứng dụng 30 ngôn ngữ ở cái thành phố Fusashi. Hình như cái này nó đọc là Fusashi nhưng mà chị ghi nhầm nó thành là Fukushi. Thành phố Fusashi ở Tokyo. Thì mình sẽ dịch là thử nghiệm chatbot ứng dụng AI dành cho 30 ngôn ngữ ở thành phố Fusashi ở Tokyo. Thì cái phần dịch của bạn này thì cái từ thực nghiệm này sẽ đổi thành như vậy này. Cái từ trình diễn này thì là các bạn nhớ lại nhé, cái từ dissen ở đây không phải là trình diễn mà là thực tế đúng không, thí nghiệm thực tế đấy. Chatbot AI đối ứng với 30 ngôn ngữ khác nhau tại thành phố này thì bạn dịch đoạn sau thì ok. Bây giờ mình sẽ dịch cái câu tiếp theo này. Tokyo bự Fusashi wa jiugatsu gaikokujin jiumin muke ni sangju gengo no toyawase ni zido oto de taiyo dekiru 人工知能チャットボットの実装実験を始める。Thì cái phần này chủ ngữ của mình nó vẫn là thành phố Fusashi ở Tokyo đấy. Thời gian là vào tháng 10 này. Tiếp đến mình sẽ nhìn vào các cái dấu phẩy là dekiru này. Sau đó là hajimeru ở đây đúng không? Là mình dịch từ cái đoạn này trở lên đi. Là cho phép xử lý hoặc là đối ứng trả lời tự động. Với cái tôi AOC đây là câu hỏi với 30 ngôn ngữ dành cho những cái người nước ngoài sống ở cái thành phố đó. Và bắt đầu tiến hành thử nghiệm chatbot sử dụng công nghệ sử dụng AI hay còn gọi là trí tuệ nhân tạo. Thì cái phần này là vào tháng 10 thành phố Fukushima sẽ bắt đầu thử nghiệm chatbot bằng trí tuệ nhân tạo có thể tự động trả lời 30 ngôn ngữ để giúp đỡ những cư dân ngoại quốc. Thì cái câu này của em cũng khá là hay rồi đúng không? Về mặt ngữ nghĩa thì cũng không có vấn đề gì xảy ra cả. Và chị thấy cũng khá là hay cái từ muke này này. Thì là một cái từ mà các bạn có thể áp dụng được trong cái viết văn của mình là dành cho ai. Còn ở đây bạn đang dịch là giúp đỡ cho những cái người dân ngoại quốc là chính xác luôn. Là trả lời cho các cái câu hỏi xử lý cho 30 ngôn ngữ dành cho những cái người dân ngoại quốc đúng không?
Tiếp đến là Shinai niwa gyaku rokujiu no kuni chiiki no gaikokujin jiumin ga seikatsu shiteru tame seikatsu no benri se kozo o hakaru. Cái từ hakaru ở đây là dự kiến, làm cái gì đó. Kozo ở đây là nâng cao cái tính tiện dụng của cuộc sống, đúng không? Để mà những cái người dân ngoại quốc thì đang sinh sống ở các cái địa phương và khoảng 60 quốc gia trong thành phố. Thì bạn đang dịch là gì đây? Việc này tiến hành nâng cao sự tiện nghi, chất lượng cuộc sống cho cư dân, bởi vì các cư dân ngoại quốc đến từ khoảng 60 quốc gia và vùng lãnh thổ đang sinh sống trong thành phố Fukuse. Cũng được nhưng hơi dài đúng không? Việc này tiến hành nâng cao sự tiện nghi. Thì ở đây chị đang chỉ dịch là gì? Trong thành phố có sự sinh sống, đúng không? Vì là, đúng không? Tame ở đây là cấu trúc ngữ pháp. Vì số cư dân nước ngoài đấy đang sinh sống tại thành phố là khoảng 60 quốc gia, đến từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, nên là Kozo Hakaru là nên mong muốn có cái sự nên là mong muốn là gọi là cải thiện, đúng không? Kozo ở đây là nâng cao, cải thiện cái tính tiện dụng trong cuộc sống cho họ. Tiếp đến là gì? Jiumin toroku ya someisho no hakko chiiki katsudo nado no annai ga taisho de gaikokujin jiumin ga SNS kōryū saito ue ni aru chatbot de gamen ue ni shitsumon o kakikomu to sokuji ni kaito ga erareru. Cái câu này thì khá là dài nhưng mà nó cũng không khó. Bây giờ xem bạn dịch như thế nào đây. Nhắm tới việc hướng dẫn về các thủ tục như đăng ký cư dân, phát hành chứng minh thư và các hoạt động địa phương. Khi cư dân nước ngoài viết câu hỏi trên màn hình chatbot trên mạng xã hội thì ngay lập tức có được câu trả lời rồi. Em dịch cũng khá là hay rồi. Cái phần ở đây mình sẽ để ý cho chị một số các cái từ vựng mà mình cần phải nhớ. Đó là cái từ kakikomu là viết vào. Còn cái từ sokuji ở đây là ngay lập tức, đúng không? Erareru ở đây là ngay lập tức nhận được cái câu trả lời này. Kakikomu là một cái từ mà mình hay dùng, giả dụ như là điền form, hoặc là điền các cái nội dung vào thông tin vào đâu đấy thì người ta cũng dùng là kakikomu, là khi mà điền cái câu hỏi ở trên màn hình chatbot có trên cái mạng SNS, đúng không, là các cái website để giao lưu ấy. Bây giờ đến cái chủ ngữ của mình là gaikokujin jiumin, là số khi mà người dân nước ngoài nhập các cái câu hỏi ở trên màn hình chatbot có trên SNS hay là các cái website giao lưu ấy với cái nội dung. Cái từ tai sổ ở đây là với cái đối tượng là như vậy, đúng không? Nhưng mà mình cũng có thể dịch lược đi là với những cái câu hỏi như vậy mà nhập vào cái màn hình này thì sẽ có thể có được cái câu trả lời ngay lập tức. Nên là chị sẽ dịch là khi mà nhập như thế này, trên màn hình như thế này, với cái nội dung đấy thôi. Còn cái từ tai sổ ở đây thì chị không có dịch, nhưng mà mình sẽ học cái cách người ta nói như thế này để mà sau này mình có thể dịch ngược được, đúng không? Có là lấy cái đấy làm đối tượng và khi nhập cái đấy vào thì sẽ có thể nhận được câu trả lời ngay lập tức. Thì là với cái nội dung đối tượng hay là với cái nội dung là, đúng không? Với cái nội dung là các cái hoạt động trong địa phương này, việc phát hành chứng minh thư này, việc phát hành các cái giấy chứng nhận này, hoặc là đăng ký cư trú này, thì sẽ ngay lập tức nhận được cái câu trả lời. Hoka no jichi tai dewa taiyo shite inai Afrika kakkoku nado no gengo ni mo taiyo suru. Mình sẽ thấy là cái câu này nó đang không có chủ ngữ thì mình sẽ hiểu là người ta đang tiến hành thí nghiệm, gọi là thử nghiệm chatbot ứng dụng AI, đúng không? Thì là mình sẽ hiểu là cái thử nghiệm này hay là cái con chatbot này là nó sẽ, hay còn gọi là cái chương trình ấy, đúng không? Thì là cái chương trình hay là cái con chatbot đấy hay là cái thí nghiệm đấy sẽ tiến hành, đúng không? Sẽ tiến hành xử lý cho cả các cái ngôn ngữ ở các cái quốc gia châu Phi. Africa cộc cộc của nào độ nộ gengo là các cái ngôn ngữ của các cái quốc gia châu Phi mà hiện tại stay night, đúng không, mà hiện tại vẫn chưa được xử lý ở trên các cái chính quyền địa phương này, các cái nơi tự trị đấy. Thì mình sẽ dịch là xử lý các cái ngôn ngữ của các cái quốc gia châu Phi mà hiện tại vẫn chưa được xử lý ở các cái cơ quan khác, các cái tổ chức khác, ở các cái chính quyền địa phương khác. Nisen 2021 nendo made no jikken de 2年間で事業飛躍
sang gen độc bạc man en o yo sang ani kezo suru. Cái từ kezo suru ở đây là tính toán đúng không? Bây giờ mình nhìn cái phân dịch của bạn trước này là để thử nghiệm đến năm 2021, dự án này được dành riêng khoản ngân sách lên tới vạn yên trong vòng 2 năm. Ừ, đúng rồi, chính xác đấy. Thì còn đâu chị sẽ thay đổi cái cách diễn đạt một chút là cho đến năm 2021 đúng không? Cho đến năm 2021. À, tại vì Mao Đế mà đúng không? Còn đây nó chính là thí nghiệm đấy, thử nghiệm đấy là cho đến năm 2021, trong khoảng tầm 2 năm thì là chương trình đã thống kê đúng không? Thống kê được cái Yosang An là cái dự toán đúng không? Đề án dự toán là khoảng tầm 3.600 man yên để mà thực hiện thử nghiệm. Thì chị đang dịch ở đây là trong 2 năm cho đến năm 2021, hoặc là trong 2 năm đến năm 2021, trong vòng 2 năm thì chương trình đã thống kê kezo, ở đây là thống kê tính toán được cái đề án dự toán là khoảng tầm 36 triệu yên kinh phí. Oto wa rogu data to shite chikuseki shite bunseki gaikoku jin jiumin ga hichyou to shite iru seisaku no richian nado ni mo ikasu, là phát huy được cái gì đó đúng không? Bây giờ câu trả lời là cái chủ ngữ này, ô tô ở đây là cái chủ ngữ. Bây giờ mình sẽ thấy cái dạng bunseki ở đây là động từ, nó dạng kết lửng đúng không? Thì là mình sẽ đi tìm một cái động từ tương ứng với nó, thì nó chính là lichian, và nó sẽ đi với cái từ na độ này này. Như vậy là cái chủ ngữ của mình nó phát huy được cả A và cả B. Thì mình sẽ dịch là câu trả lời làm sao? Câu trả lời là ô tô nhá. Câu trả lời sẽ chikuseki. Chikuseki ở đây nó chính là lưu trữ dữ liệu. Cái lô cự đề tả ở đây nó cũng chính là cái dữ liệu mà được lưu trữ ở trong chương trình ấy, hay còn gọi là log data. Mình sẽ để nguyên nó là log data. Khi mà cái từ của mình mà để nguyên katakana ấy, thì các bạn sẽ để nguyên tiếng Anh. Là câu trả lời nó sẽ được log data hay là được lưu trữ, và log data rồi cũng như là phân tích. Và làm sao? Và lịch chữ an ở đây là đưa ra các cái đề án chính sách cần thiết cho người cư dân nước ngoài. Vậy là mình sẽ dịch cả cái câu này, nó chính là các cái câu trả lời sẽ phát huy, hay còn gọi là giúp đấy đúng không, giúp cho chương trình có thể lock được data này, lưu trữ rồi phân tích, cũng như là đưa ra được các cái đề án chính sách để giúp đỡ, hoặc là các cái đề án chính sách cần thiết cho người dân nước ngoài. Trong cuộc thử nghiệm thì là dịch kênh đều ạ, Nihongo, Eigo, Spengo ni taiyo suru AI speaker mo shiyakusho nado ni setchi suru. Cái từ setchi suru là cũng là một từ rất là hay dùng, đó là được lắp đặt ở đâu đó, được thiết lập ở đâu đó. Vậy là cái dịch kênh ở đây là trong cái cuộc thử nghiệm thì là cái gì được thiết lập, thì nó chính là cái AI speaker, được lắp đặt cả cái AI speaker là cái loa trí tuệ nhân tạo ấy, là nó sẽ phát ra âm thanh của cái người máy nói ra bằng âm thanh. Còn Shia cửa sổ ở đây nó chính là cái tòa nhà thị chính này, được lắp đặt cả cái AI speaker cho các cái tòa nhà thị chính. Cái AI speaker này thì được bổ nghĩa bởi cái từ Taiyo Suru, là cái AI speaker đấy nó sẽ làm sao? Là cái loa mà phát ra cái tiếng nói của con robot đấy, nó sẽ đáp ứng hoặc là xử lý được cả tiếng Spain, là tiếng Spain thì như là tiếng Tây Ban Nha đúng không, rồi tiếng Anh này, cũng như là tiếng Nhật. Còn cái câu của bạn là gì đây? Câu trả lời sẽ được lưu lại rồi phân tích dưới dạng dữ liệu. Cái phân tích dưới dạng dữ liệu này thì là đang chưa đúng. Cái log data đấy nó bản chất nó đã là lưu dữ liệu rồi. Log là các cái lịch sử mà được log lại, thì là mình sẽ hiểu là nó sẽ được log lại này, được lưu này, rồi được phân tích đúng không, và được tận dụng. Cái từ tận dụng ở đây nó không dùng trong từ này được, mà nó chính là phát huy. Cái từ ikasu đấy là phát huy, phát huy cho cái việc gì đó đúng không, tận dụng để xây dựng, hoặc phát huy để dùng từ này là phát huy để xây dựng những chính sách cần thiết đối với cư dân nước ngoài. Thành phố
sẽ lắp đặt các loa phát thanh sử dụng AI đối ứng bằng tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha tại cơ quan hành chính trong thử nghiệm này. Nó có cái từ ní mố em, nó có cái từ na độ ní, gọi là mố này, gọi là ngoài cái việc là cài đặt cái chương trình đấy ra, cài đặt cái chatbot đấy ra thì là còn lắp đặt đúng không? Còn lắp đặt cả cái hệ thống loa AI nữa ở các cái tòa nhà thị chính nữa đúng không? Thì là ý mình hiểu nó là như vậy nhá. Doshi wa zen shinko ni shimeru gaikokushin no wariai ga 6% o koeru nado tama chiiki dewa motomo takai という. Từ tối ưu ở đây là nói rằng là này, Takai là cái gì đó là cao nhất đúng không? Vậy là cái wariai là cái người ta đang muốn nói đến ở đây là cái tỷ lệ người dân nước ngoài chiếm trên cái số dân cư, chiếm trên toàn bộ số dân cư ấy thì là vượt quá 6% na độ. Cái từ Tamajiki ở đây nó chính là cái khu vực Tama nhá, tên riêng vậy. Là na độ ở đây nó chính là cái việc đấy, thì nó chiếm cái na độ ở đây có nghĩa là cái điều mà người ta đang nói về cái na độ đấy, nó chiếm một cái vị trí rất là lớn ở vùng Tama. Thì ở đây chị dịch thoáng nó đi, nó thành ra Toshi ở đây là thành phố này, hay còn gọi là cái thành phố mà thực hiện thí nghiệm này này. Doshi ở đây là chính là cái thành phố này, thành phố thực hiện thí nghiệm. Được cho là tối ưu ở đây chị dịch nó là được cho là, nghĩa là người ta nói rằng là cái thành phố này như thế, thì mình có thể dịch thoáng hơn một tí, thì là thành phố này cũng được cho là có cái tỷ lệ ODI người nước ngoài chiếm trên dân số chung ấy là vượt quá 6%, hay là vượt quá 6% dân số nước ngoài trên tổng dân số đúng không? Và nó cũng được coi là có tỷ lệ người nước ngoài cao nhất trong khu vực Tama. Đấy thì chị dịch đang ở đây, thành phố này cũng được cho là có tỷ lệ người nước ngoài cao nhất trong khu vực Tama với hơn 6% tổng dân số. Sushin kokubetsu dewa Vietnam, Chiêu gốc Nepal no duy ni oi. Duyên ở đây là theo trình tự đúng không? Là số người xuất thân từ các cái quốc gia thì được sắp xếp theo cái thứ tự đúng không? Là Việt Nam, Trung Quốc và Nepal, các bạn thấy không? Bây giờ số người Việt Nam là đang nhiều nhất ở Nhật Bản, rồi mới đến Trung Quốc, chứ không phải là Trung Quốc đứng đầu đâu nha. Nên là số càng ngày thì số người Việt Nam càng nhiều đúng không? Trong đó khu vực Tama là nơi có số lượng người nước ngoài ngoại quốc nhiều nhất, nắm giữ 6% lượng cư dân nước ngoài của toàn thành phố. Số người nước ngoài ấy đến từ những quốc gia khác nhau và đông nhất là từ Việt Nam, sau đó đến Trung Quốc và Nepal. Thì cái bài dịch này của bạn khá là chuẩn rồi. Chỉ có một số từ như là từ thực nghiệm trình diễn này, rồi chatbot sử dụng công nghệ AI này, rồi mấy cái từ nhỏ nhỏ là bạn dịch chưa có đúng thôi. Còn đâu về cơ bản là chị thấy khá là ổn với cái bài dịch này. Khi mà dịch cái bài này thì các bạn sẽ nắm được các cái từ vựng. Đấy thì chị đã bôi đỏ các cái từ vựng ở đây đúng không? Như là TOEIC này, Jinko Chino này, Kozo Hakaru này, Kakikomu này, Sokuji ni này, Eraredu này. Bên này sẽ là Chikuseki này, Taiyo này, rồi Sechi này. Đấy thì những cái từ đấy là những cái từ mà thuần trong IT có thể dùng nhiều, và còn lại các bạn sẽ nhìn vào cái cấu trúc ngữ pháp và dịch sao cho nó suôn sẻ nhất có thể. Và đây chính là cái bài dịch mà chị đã dịch để gửi các bạn. Thực ra có một số bài khác thì các bạn dịch chưa có được chuẩn lắm ấy, thì là các bạn nhìn lại cái phần cấu trúc ngữ pháp sao cho nó có thể diễn đạt một cách suôn sẻ và trôi chảy nhất nhá. Hẹn gặp lại các bạn vào cái bài chữa lần sau.